Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng Trung ương, Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử. Nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2021. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh. Tỉnh khóa 17 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua số lượng cơ cấu thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh và xem xét quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng tỉnh trong năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, dân chủ thảo luận, sáng suốt, lựa chọn, bầu được người có đủ đức, đủ tài, đủ sức, đảm đương các trọng trách trong bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tích cực đóng góp ý kiến để quyết định các nội dung được Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét dự kiến thông qua tại kỳ họp này. Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Đỗ Xuân Sàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Nghe đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,03%, thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri. Đối với cuộc bầu cử, cử tri đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và đều đạt tỷ lệ với số phiếu bầu cao. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới, với nhiều cơ hội triển vọng phát triển, đan xen với những khó khăn thách thức, tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả của các khóa trước, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17,
nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, được bầu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16 đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16 được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đại biểu đã nhất trí với kết quả bầu cử và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng giao phó. Với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh, trên từng cương vị công tác, mỗi đồng chí sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.